ơi, mọi người ơi, kênh Hà Chu Ký không phải là kênh thể thao, không phải là kênh bình luận bóng đá nha, mà kênh Hà của Chu Ký là kênh về du lịch khám phá. Nhưng mà hôm nay sẵn nói về một con đường mà khán giả, người hâm mộ của bóng đá Việt Nam hay đến ăn mừng, thì Hà Chu Ký xin được mạn phép nói chút xíu về bóng đá. Như là chúng ta đã, đội tuyển bóng đá của chúng ta đã chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-1 và đã đánh bại Indonesia với trận lượt đi và lượt về, thắng Thái Lan ở trận lượt đi và hòa trận lượt về. Vậy thì bây giờ chúng ta đang đứng đầu ở bảng G, chúng ta chỉ còn là đấu với lại UAE vào tối mai vào lúc 11:45 nữa thôi, ngày 15 tháng 6 đó. Thì trận lượt đi chúng ta đã thắng UAE 1-0 ở sân Mỹ Đình rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần đấu với lại UAE vào tối mai với tỷ số là 1-0 nữa thôi là chúng ta có quyền đi tiếp. Và nếu như UAE mà thua chúng ta hoặc hòa chúng ta, coi như là UAE khả năng là bị loại rất là lớn, và chúng ta đang có quyền tự quyết. Thì ngày mai, tối mai chúng ta sẽ thi đấu với một tâm thế, một cái trạng thái rất là thoải mái. Chúng ta hòa thì chúng ta được vô, chúng ta thắng chúng ta được vô, mà chúng ta thua cũng có khả năng chúng ta được vô luôn. Thì chúng ta đang rất thoải mái, còn UAE bây giờ thì rất là căng thẳng. UAE phải quyết thắng đội tuyển Việt Nam thì mới được quyền đi tiếp. Vậy thì nếu như ngày mai ở trận cầu này và Việt Nam thắng UAE thì chắc chắn xảy ra một cái điều là cổ động viên Việt Nam sẽ đổ ra đường ăn mừng, chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Vậy thì họ sẽ đổ ra đâu? Mặc dù đang dịch bệnh nhưng mà người cổ động viên Việt Nam sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Như hôm nay Việt Nam mà đã thắng quá nhiều trận rồi, họ muốn giải tỏa cái năng lượng và hứng phấn đó, chắc chắn là họ sẽ đổ ra đường ăn mừng. Và nếu họ đổ ra đường ăn mừng thì chắc chắn họ sẽ đổ ra cái con đường, cái con đường mà Hà Vũ Ký sẽ review chia sẻ cho mọi người đó. Vậy thì bây giờ Hà Vũ Ký sẽ review cái con đường này để chia sẻ cho mọi người. Nếu như ngày mai đội tuyển Việt Nam qua hoặc thắng UAE thì chắc chắn mọi người sẽ thấy cái cảnh mà cổ động viên Việt Nam mình sẽ ăn mừng tại con đường này, tại vị trí này, tại điểm này đó. Nó là ở đâu, con đường nào, tên gì, nó như thế nào, thì bây giờ Hà Vũ Ký sẽ đi review chia sẻ cho mọi người. Và nếu như ngày mai đội tuyển Việt Nam thắng UAE thì Hà Vũ Ký sẽ đi review chia sẻ cho mọi người cái không khí ăn mừng tại con đường này luôn. Rồi bây giờ Hà Vũ Ký đi review chia sẻ cho mọi người nhé. Rồi, let's go. Đây là đại lộ Phạm Văn Đồng, mà nơi mà sẽ có rất đông cổ động viên Việt Nam sẽ ăn mừng trên có con đường này. Từ vị trí vòng xoay Lê Quang Định, đại lộ Phạm Văn Đồng cho tới là trung tâm là cầu Bình Lợi. Con đường này là 12 làn xe nha, mà khi một khi mà cổ động viên của mình á đổ xuống đường ăn mừng á, những cái việc khác á, những cái việc mà không có dịch Covid á thì là chặt cứng luôn. Nhưng mà không biết thì ngày mai nếu như Việt Nam mình mà thắng UAE thì không biết cái lượng cổ động viên đến sẽ đông như thế nào, thì chưa biết, tại vì đang trong cái giai đoạn dịch. Nhưng mà hôm bữa thì ngay cái trận mà Việt Nam thắng Indonesia và Malaysia thì mặc dù đang rất là khuya về sáng rồi, nhưng mà cũng rất là đông cổ động viên đến đây để ăn mừng. Đại lộ Phạm Văn Đồng thì rất là rộng và thoáng nha mọi người. Mặc dù vậy nhưng mà khi cổ động viên mình ăn mừng á thì họ đổ xuống đường cũng rất là đông. Con đường này hầu như là chặt cứng luôn á. Đại lộ Phạm Văn Đồng này, cái điểm bắt đầu của nó là ở đường Nguyễn Thái Sơn, khu vực quận Gò Vấp, và nó đổ lên tới ngã tư Linh Xuân, thành phố Thủ Đức ha.
Đây là cái điểm ăn mừng chính của cổ động viên Việt Nam nha mọi người. Đây là cầu Bình Lợi nha, là cái điểm tập trung ăn mừng chiến thắng chính của cổ động viên Việt Nam mình đó. Cầu Bình Lợi là cái cầu, một trong những cái cầu đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh, do tập đoàn của Hàn Quốc ha đã thi công. Con đường Đại Lộ Phan Đồng này đã đưa vào sử dụng toàn tuyến đó là năm 2015 nha mọi người. Giai đoạn 1 thì vào tháng 9 năm 2013, nó bắt đầu từ Nguyễn Thái Sơn cho tới nút giao thông Bình Triệu này nè. Nhưng mà sau đó thì phát triển thêm dài hơn, tuyến đường mở rộng hơn, đi xa hơn về phía ngã tư Linh Xuân, và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2015. Đó, đây là những cái chỗ mà rất đông cổ động viên mình sẽ tập trung ăn mừng chiến thắng đây, như họ đã từng làm như vậy vào những cái năm trước, những cái đợt chiến thắng trước. Đó là cầu Bình Triệu nè. Long Hà review cho mọi người xem là nguyên cái cung đường, nguyên cái đoạn mà cổ động viên mình tập trung đông nhất nha. Chứ thì khi ăn mừng thì cái đoạn đường này thì chỗ nào cũng có cổ động viên của mình hết. Nhưng mà nếu mà tập trung đông nhất thì là cái khu vực này, từ chỗ Gigamon á, cái tòa nhà phía trước á, mọi người nhìn thấy nè. Chạy dài lên tới vòng xoay Lê Quang Định, Đại Lộ Phạm Văn Đồng nha. Bình thường mọi người thấy vắng vẻ ha, cũng đang dịch đó. Nhưng mà khi mà mừng chiến thắng thì sẽ rất là đông. Tại vì hôm tối mà Việt Nam mình chiến thắng Indonesia và Malaysia, mặc dù là thời điểm đó là cũng đã về sáng rồi, nhưng mà ngoài đường này nè cũng rất là đông, nhiều người cổ động viên tập trung ăn mừng nha mọi người. Và trận cầu ngày mai là một trận cầu cũng rất là quan trọng. Nó quyết định cho cái đội tuyển Việt Nam có quyền đi tiếp hay không. Và nếu đi tiếp thì Việt Nam thì bước sang một trang mới, một trang huy hoàng hơn, đi ra khỏi cái khu vực châu lục và đi ra vươn tầm ra thế giới luôn. Đó. Từ cái khu vực ngã tư này nè, đổ về ngã tư Lê Quang Định á, đi ngược lại á, là sẽ rất đông cổ động viên của mình.
rất là đẹp cho mọi người. Cầu này do là tổng công ty của tập đoàn bên Hàn Quốc xây á, nên mọi người nhìn cái công ty Hàn Quốc, mọi người thấy bên Hàn Quốc cũng có những cái mẫu cầu giống này nè, thì đây là Hàn Quốc nó xây, nên mọi người nhìn cái kiến trúc của cái cầu cũng rất là đẹp nha mọi người. Bên nè đó, bây giờ thì Hà Du Ký sẽ đi review chiều ngược lại để cho mọi người biết là cái chiều bên kia hồi nãy Hà Du Ký rồi, bây giờ đi chiều ngược lại để cho mọi người biết là hai chiều, mỗi chiều 6 làn xe hai chiều, nhưng mà khi mà có đồng cổ đầu tiên đảo xuống đường ăn bừng thì chặt cứng hết luôn. Rồi đi tiếp ha. Lê Quang Định nha mọi người. Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng. Đây là ngã tư mà bắt đầu từ ngã tư này cho tới tòa nhà Gigamon hồi nãy là nguyên cái đoạn đường này. Và cái điểm chính là cầu Bình Lợi thì sẽ rất đông cổ động viên gom về đây từ các hướng đổ về đây, ngay cả Bình Dương cũng chạy đây luôn. Họ tụ tập về đây ăn mừng chiến thắng, rất là vui. Nhưng mà hy vọng là ngày mai Việt Nam mà thắng hoặc quà UAE thì mọi người tới có ăn mừng thì cũng phải giữ cái sự an toàn cho mọi người nha, bằng cách là đeo khẩu trang nè, giữ khoảng cách, đừng có tập trung đông người quá, làm sao đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính bản thân mình và mọi người. Rồi thì coi như là Hà Du Ký đã review chia sẻ cho mọi người hết cái đoạn đường mà cổ động viên Việt Nam mình sẽ đổ ra đường ăn mừng vào ngày mai nếu như Việt Nam mình thắng UAE hoặc là quà UAE. Rồi nếu mọi người clip này thì mọi người cho Hà Du Ký một like, subscribe kênh, chia sẻ clip và nhấn chuông để được theo dõi những cái clip mới nhất của Hà Du Ký Vlog. Và nếu như ngày mai Việt Nam mình thắng thì Hà Du Ký sẽ ra đường và Hà Du Ký sẽ review chia sẻ với mọi người cái không khí ăn mừng tại cái đoạn đường này và tại cái điểm chính là cầu Bình Lợi ha. Rồi bye bye.